những ta mới coi VTV, những người nào bị không có gia đình, gọi là vô gia cư thực sự đó rất ít lắm. Một vài hai ba chục người, những người lớn rất là lớn tuổi thì họ có cái chương trình gọi là đây nè ấm á, thì họ đang phát quà rồi tùm lum bla, rồi họ cho một cái nhà, và tất cả mọi người đều có một cái nhà nhỏ vào đó, thì tất cả là ta mới đọc VTV là đấy, đấy. Còn một hầu như tất cả những người kia có nhà có cửa, thậm chí homeless mà homeless giả, tức là vô gia cư mà vô gia cư giả nữa, thì công an ruồng bố bắt đi, bỏ lên xe thùng để về, thì lục ra những cái hành lý có ngụy trang, những cái bao tải mà để, thì phát giác ra những người này có người đứng đứng sổ đỏ một cái ngôi nhà có 100 mét vuông đất. À trời ơi, ngoài Hà Nội mà ít 100 mét vuông đất mà ở ngoài Hà Nội thì mày nghĩ cái tiền đó là tiền gì, tiền tỷ tỷ. À thì thôi tao không muốn nói nữa, nhưng mà tao cái buồn cái bực cái là cái gì nó cũng ăn cướp đồ của tao trên trời. Thế tao nghĩ cái sáng kiến gì ra là nó lấy trước rồi. Ví dụ người ta nghĩ là tao bò tao lết tao đi ăn xin giả, ăn xin thì bây giờ nó cũng làm giả, người ta cũng bóc mẻ rồi. À, nó có những cái cảnh mà rồi tao ta cho mày lên phượng nha, đang bò bò lết lết vô phượng đi ra vừa chửi tao cũng không biết sao nữa, bán vé số cũng vậy. Rồi bây giờ nói chung là coi như là gì ta, đi đi đụm ve chai nó cũng dành của tao nữa, rồi nó dành bởi làm ghê mà nó dành mà nổi, mà nó có xe hơi nhà nó cũng hai ba chiếc mới là ghê chứ. Rồi tới bây giờ tao chợt nghĩ ra chuyện mà giờ tao với bộ tao không có nhà cửa, tự nhiên nó cũng rành nó làm luôn, đồ quá. Thành ra cái gì tao bị thất nghiệp, tao bực mình, tao buồn quá, cho nên ra này tao mới lên live tao báo cáo tụi bay hay. Ok. Ủa. Thằng này rớt mẹ rồi, tụi bay. Rồi, ai ơi, việc đâu. Đó. Bọn chân chủ một. Đúng rồi. Cái này là coi như là có một cái sự gọi là hỗ trợ, là bơm thổi bằng miệng, là đốc suối rồi đưa tiền kêu mày làm đi, suối dạy giống như cái ông thà đâu chứ miền Tây đại khái là vậy, tao hiểu chứ. Nhưng mà có điều tại sao lại có những người kỳ cục có nhà có cửa à, tự nhiên đùng một cái nghe lời ngon tiếng ngọt rồi. Nhưng mà tao có một cái điều thắc mắc lớn hơn nữa là nói gì thì nói, cái thủ đô Hà Nội là cái thủ phủ của đất nước Việt Nam, và từ hồi xưa từ bây giờ đó là một cái nôi cách mạng, cái nôi của gây dựng lên cái cơ đồ của ngài Việt Nam ngày hôm nay, thì tôi nghĩ là không bao giờ có chuyện nó xảy ra, và cũng không bao giờ có một người phản động nào xuất phát người ngoài Bắc nữa đâu. Nhưng mà cớ làm sao nó cứ vẫn xảy ra, ta không hiểu như thế nào đó. Là thậm chí nhiều khi ta bức xúc, tao là người lính Việt Nam và cái đội cũ mà tao quên bẵng đi rồi, tao coi như không còn nữa, nhưng mà ở ngoài Hà Nội về phía Bắc hay nhà tao không muốn biết, vẫn còn những một số người lấy cái hình ảnh của những người lính, vừa lính Mỹ, lính binh chủng nhảy dù, binh chủng biệt động quân nữa, người có những ngày xưa mà năm 48 năm về trước đã dày xé quê hương mình mà khoác lên bộ rồi ăn uống nhảy đùng gì là nhảy cỡn rồi nhảy đầm, rồi nó lúc là tổ chức những cái buổi tiệc vui chơi rồi mang súng rồi xách xe tái hiện lại cái hoàn cảnh người là ta không hiểu nổi cái chính quyền ở ở ngoài Hà Nội đền ở đâu, tại sao kỳ vậy, mà nó mà đặc biệt là ở miền Nam nó không xuất hiện nha. Tao nghĩ là ở miền Nam mà nó xuất hiện cái đó là nó bị quýnh chết. Lý do tại sao cái chiến tranh xảy ra chủ yếu trong miền Nam, cho nên người miền Nam trực tiếp bị là nạn nhân trực tiếp của những cái thành phần đó. Bây giờ mà bạn lộ lính bị đồng quân, bây giờ bạn lộ lính Mỹ mà đi kiểu đến giả bộ đồ súng giả khác lên đủ đi được, ta bảo đảm mày nó lấy răng nó hứng, và nó lấy nón nó hứng răng không hết. Là bởi vì sao, người miền Nam rất là thù ghét cái điều đó, và không ai muốn thấy cái điều đó xảy ra. Mà ngược lại là miền Bắc có, mà đáng lẽ miền Bắc không có nghĩa không bao giờ có mới phải chứ. Tao hiểu rồi, tao chỉ ngắn gọn cái điều như vậy, là có nghĩa là ông ấy ông nói là cái gì vậy nè, tổ chức ăn Tết ta và Tết Tây thì hai lần Tết như vậy thì nó hao tốn ngân sách và ngân quỹ, làm tiêu tan tiêu tiêu tốn tiền bạc, thì tao cũng đề nghị điều này nè, thế bây giờ thôi thay vì bỏ Tết ta theo Tết Tây thì mình làm ngược lại, mình bỏ Tết Tây mình làm một lần lễ Tết ta thôi, có gì đâu đúng không, y chang vậy thôi, ăn lần Tết thôi, giữ Tết ta cổ truyền và bỏ Tết Tây đi, vậy là xong. Ok, tao đơn giản lắm, không có gì cả, không cần phải giải thích nhiều, là bởi vì tao tao rất ngắn là gọn. Tao đang thắc mắc bây giờ hiện giờ nó đang không cho tao kiếm cơm nữa nè.
thứ nhất là đủ bán cái số không được, là về chai tao không đéo làm được, là rồi ăn xin tao không làm được, là thậm chí bây giờ vô cư dỗ tao không làm được luôn, là tao đang đói tới nơi rồi nè. Và cái thứ ba nữa, tao rất bực mình là ở cái chỗ là mà 48 năm nay rồi mà nó vẫn còn xách đồ xách đạc ra, nó còn đeo huy hiệu là đại tượng trưng những cái quân xâm lược đất nước mình, mà nó đi nghỉu ngến ngoài đường ngoài xá, mà nó không đi ở miền Nam, mà nó toàn những cái sự việc toàn xảy ra miền Bắc không, mà lại lạ lùng cho nó, ta mới kỳ cục cho nó. À, thằng Tân nói đi mày, nãy giờ mày rồi, lâu quá mày gặp. Vâng, chào chú Cần. Chào. Chào anh khách mời nhé, chào mọi người trên diễn đàn nhé. Rồi. À, thôi, năm mới chúc chú sau năm mới cùng gia đình ăn Tết, đón Tết bình yên. Và chúc chú sức khỏe. Rồi. Thì cháu cũng chia sẻ với chú cũng là anh khách mời như này, thực ra cháu là người Bắc. Thì nếu nói về những cái một cái bức tranh cũng như một vài cái thông tin ấy, về cuối năm ở trong nước thì thực sự là nó cũng không có nhiều những cái tin vui, mà nó cũng rất nhiều cái tin buồn về tất cả mọi yếu tố của xã hội. Nhưng mà hôm nay cháu muốn chia sẻ một cái vấn đề của chú vừa đưa ra, tức là cái vấn đề về những người mà vô gia cư và giả vô gia cư. Thì cũng thực chất thế này, cháu là người Bắc, Bắc gốc luôn ấy, và hiện tại cháu cũng đang ở ngoài Bắc. Thì theo từ từ bé giờ đấy, cái bản chất của cháu, bản chất của người Bắc ấy, cũng như là những gì cháu được biết ấy, thì người 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 Bắc người ta chú trọng vào cái việc mà cái một cái nếp nhà, một mái ấm gia đình, là người ta chú trọng về điều đấy lắm. Thế nên cháu đã từng ở Hà Nội bao nhiêu năm trước khi cháu về phòng, cháu từng sống ở Hà Nội rất nhiều, sống và làm việc tại Hà Nội. Thì thực ra mà nói, nếu để nói về cái chuyện vô gia cư ở ngoài Bắc ấy, mà nhất là Hà Nội, nó rất hi hữu. Nhưng mà sau một cái thời gian mở cửa của đất nước ấy, thì nó có nhiều cái sự mưu sinh của con người ta dồn lên thành phố. Thì có rất nhiều những cái hoàn cảnh vì mưu sinh người ta phải sống ở ngoài đường về đêm rét, đó là một cái thực tế. Thế nhưng mà Đúng nếu đúng. nói về những cái trường hợp homeless thì nó rất là khó, gần như là không có người vô gia cư. Thế cháu tất có thể là có một vài trường hợp, nhưng nói là không có được không là vô lý. Nhưng những trường hợp ấy, nó được những cái địa phương có những cái người đó người ta xử lý cũng không cũng rất là rốt rẻ, nhất là trong cái giai đoạn này khi đất nước mở cửa cũng như là cuộc sống kinh tế đi lên thì người ta rất chú trọng đến người nghèo. Và những trường hợp người ta phải mưu sinh ở đường phố rồi đấy là có, chứ không phải không có. Và nếu theo những cái chú và anh khách mời vừa nói đấy, thì những cái mà thuyết âm mưu hay gì đó thì cháu không đề cập đến, mà cháu muốn đề cập thực tế là những gì như clip cháu được trông thấy, tức là có những cái hoàn cảnh người ta vì cuộc sống mưu sinh người ta phải ở ngoài đường phố là có. Có mỗi chiếu đưa về. Và nhưng mà cũng những cái con người mà lợi dụng để trục lợi về cái vấn đề là từ thiện của những bạn trẻ là cũng có, mà thật sự đó là một cái nét buồn và cũng rất là đáng phải lên án điều đấy. Ngay bản thân cháu ở trong nước mà gặp hoàn trường hợp như thế cũng không sung sướng gì khi nhìn thấy những con người mà sống nó bằng một cách nó có cái tư duy nó hèn hạ như thế để làm những hành động như thế, nó bôi xấu một cái bộ mặt của cả một thủ đô cũng như cả một quốc gia. Còn đằng sau những cái thành phần nó lợi dụng những cái điều đấy thì cháu không biết và cháu không đề cập đến điều đấy. Nhưng những thành phần như thế là đáng phải lên án, thật sự là đáng, mà nhà nước cũng nên phải gọi là những cái bài trừ những cái trường hợp mà nó lười lao động mà nó để là chuyên chuyên tìm những cơ hội để trục lợi, nhất là trục lợi bằng những cái từ thiện ấy, tấm lòng hảo tâm của những mạnh thường quân ấy, Chụp lưỡi bẩn và thiểu. nhất là những cái và nhất là những cái tấm lòng hảo tâm đấy của những bạn trẻ. Theo cháu clip tôi được xem ấy, thì những bạn vừa đi làm những cái công việc cơ tờ đại đa số là những bạn trẻ, người ta vì gọi là cộng đồng, người ta có những chút tình thương người ta gửi đến những người vì mưu sinh ở ngoài thành phố. Thì đó là những cái mà mình nên cũng nên nhìn nhận, tri ân, đánh giá. Nếu là những con người đàng hoàng tử tế đấy, mình có điều kiện cũng như mình mà có gần gũi đấy, mình phải đóng góp thêm cho người ta để người ta làm những công việc tốt hơn, công việc thiện nguyện người ta là ý nghĩa hơn. Nhưng đằng này có những con người sống ở giữa đất thủ đô, mà cháu tin chắc là những con người đi chưa chắc phát là người gốc thủ đô mà cũng là người mưu nơi khác mưu sinh, nhưng người ta tìm được những cơ hội như thế để người ta trục lợi như thế, thì quả là một lối sống rất là hèn hạ. Nó những con
con sâu nó làm rầu nồi canh. Những cái thành phần nó không đáng hoặc là để xã hội nhắc đến, nhưng nó làm cho gọi là bộ mặt quốc gia của mình, lòng tự trọng của những con người trong đất nước này nó bị tổn thương. Đấy là một điều nói thật sự là cũng rất là đáng phải lên án cái điều đấy. Và cháu cũng không bao giờ cháu gọi là chấp nhận những cái mà sự thật nó xảy ra ở một đất ngàn năm văn hiến, nó rất là nhếch nhác, mang cái bộ mặt xấu xí, bộ mặt xấu xí cho thủ đô. Đấy. Đáng lên án, và cũng mong cho chính quyền địa phương, mong chính quyền địa phương của những cái cơ gọi là nơi cư con người ta cư ngụ đấy, và phải có những hành động gọi là để cho nó bỏ những cái nét phản cảm, cái hành động phản cảm người ta đi. Đấy là cháu cũng phải chia sẻ thật sự là như thế. Chứ còn nếu nói để vô gia cư ở cái đất Bắc thì khó. Không bao giờ. Thật sự khó. Vâng, rất khó. Đã vậy thôi, đã vậy thôi, công an vào cuộc khi mà khám xét những bộ đồ nghề của những người vô gia cư giả đó, còn đứng tên một cái sổ đỏ của một căn nhà mà ở ngoài Hà Nội, một căn nhà mà 100 m² thì mày nghĩ bao nhiêu tiền? Dạ. Mày thấy không? Chú thì biết cháu nó từng Hà Nội. Nếu gọi là cái những cái gia đình nào có ở trong giữa đất trong phố Hà Nội nhé, trong những khu vực những cái quận cũ đấy, mà có được miếng đất 50 m² trở lên thôi, đó là những gia đình gọi là đất là có điều kiện khá giả đấy, chứ không phải không đâu. Thế đất mà, ở trong Hà Nội nó chật. Thế mà vẫn đi ra ngoài làm vô gia cư giả thì tao nói không còn chuyện gì với đó. Vâng. Không thể nào chấp nhận được. Và đấy là những kẻ táng tận lương tâm, kẻ táng tận lương tâm mà nó là lười lao động, mà thích gọi là hưởng thụ cao, đấy là những kẻ đáng bị lên án, đáng bị nguyền rủa ngoài xã hội. Còn nhân đây cháu cũng nói lại với chú một cái, với mọi người chia sẻ cái vấn đề là những cái clip lâu nay của một số người có cả trong là hội yêu đồ lính là ta đưa lên, thì vâng, thì cháu không nói về cái mặt tiêu cực, ai cũng nhìn thấy rồi. Các anh các chị có thể và các chú các bác có thể vào trong cái trang YouTube của ta thấy được 100 cái comment, thì tới 90 cái comment là người ta đăng, người ta chửi, người ta biểu gọi là thái độ bức xúc, cũng như biểu hiện những cái sự gọi là khinh thường những cái con người như thế. Bởi vì trong đó, trong cái số những hội nhóm đấy, có cả những cái nghệ sĩ là nổi tiếng tên tuổi đấy, chứ không phải không, tức là ông Chu Hùng đấy, là một ông này cũng gây gọi là không nhiều ít sóng gió ở trong cái nơi cư ngụ ông sinh sống và cái kiện tụng nhà cửa đấy. Bản chất của con người ông này là như vậy. Nhưng mà thực ra thì đấy là cái việc nó thể hiện cái là Việt Nam mình có cái tự do điều đấy chú. Đúng, tự do đúng rồi. Cho dù bởi vì cái đấy nó rất là phản cảm. Thì đúng rồi. Rất phản cảm. Ở đây là mình là người dân, mình nhận xét rồi mình nói thôi, chứ thực chất nhà nước đã tiêu chí họ là tự do ăn nói, tự do phát biểu, tự do ý kiến, là cái điều đó nhà nước làm đúng không sai gì cả. Nhưng mà bởi vì mình là người dân mà thứ mình đứng mình thấy nó có vẻ nhếch nhác, mà thấy nó phản cảm như thế nào thì mình mới nói vậy thôi. Và tao sẵn đây tao cũng nói với cha Hùng Trương Hiết gì đó, bây giờ ngon bật mình đến đó nguyên y chang vậy, vào miền Nam nói chuyện với tao đơn giản vậy thôi, tao không muốn nói về miền Nam thôi. Bởi vì anh cho rằng là miền Nam miền Bắc là cũng là một nước, Việt Nam ok thì anh bầu mình đến đó, anh vào miền Nam mà nhớ xuống như 18 thôn vườn trầu ngay chỗ Hóc Môn á, xuống đó nói chuyện với tao, tao ngồi tao bắt ghế tao ngồi tao tiếp cho uống nước trà. Thế thôi. Vâng, thì cháu cũng chia sẻ tiếp, tức là nó thể hiện cái là Việt Nam là có tự do, tức người ta làm cái gì, có quyền làm cái gì mà pháp luật không gọi là không cấm. Tức là trong cái chuyện người ta thích mặc những cái đồ lính Mỹ này thì trong pháp luật Việt Nam theo cháu được hình như được biết là không có cấm, đúng, và không cấm cho cái điều này đó. Thế nhưng về cái mặt gọi là đạo lý, về cái mặt đạo đức, là gần như những con người này là bị, hầu hết những con người này mà khi mặc bộ đồ ra nó gây cái sự phản cảm rất lớn trên dư luận xã hội cũng như trên không gian mạng. Và 100 cái comment trong đó thì tới 90 cái comment là người ta đăng, người ta tỏ thái độ bất bình. Người ta đã chửi rồi, nó thẳng là vậy đi. Vâng. Vâng, đó là những cái mà phản ứng lại của xã hội mới là điều quan trọng. Còn mà những cái người nào đó có cái tư tưởng ủng hộ thì đúng đó là cái quyền cá nhân người ta, miễn là pháp luật không cấm thì mình cũng không có quyền lên án điều đấy. Nhưng về mặt đạo đức, cũng về mặt ý thức là chúng ta đáng lên án về những cái rồi. Gì và mày nói hoàn toàn chính xác, tôi đồng ý mày. Vâng, đáng lên án về những cái gì mà những cái con người trước đây đã từng khoác, cháu xin lỗi chú nhé, khoác cái bộ đồ lính đó, người ta gây ra cái đau thương trên đất nước Việt Nam này, nó cho dù nó đã qua, nhưng những con người này người ta cố tình người ta khơi dựng lệnh về cái mặt tư tưởng
là nó làm cho con người ta là nhìn nhận lại, có thể hiểu sai về cái lịch sử. Một số những Đúng kẻ nó rồi. hiểu sai về lịch sử mà nó đi ngược lại những cái mà nhà nước mình đang 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 làm lại là sự gắn kết về về cộng đồng từ trong đến ngoài nước, và kể từ nước ngoài đến 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 người trong nước là gắn kết lại. Thì những người này người ta cố tình gây dựng lại những cái sự mâu thuẫn đó, gây sự ức chế và mâu thuẫn lại. Đó là cái điều chúng ta đang lên án. Thì thôi cháu chỉ chia sẻ một vài cái suy nghĩ của cháu thôi. Thế Rồi là các thôi cũng cha nói và chung là chào chú. Trần Tân là quá nói quá chính xác rồi, cái điều đó tao hoàn toàn đồng ý với mày. Ở đây thì có điều là quan trọng là họ không vi phạm pháp luật, tao đồng ý 100% luôn. Và ở đây là chúng ta nói lên tiếng nói của người dân, mình thấy nó phản cảm và mình thấy nó không phải lố bịch, mình nói thẳng là lố bịch. Mình đây là mình đánh tiếng, mình kêu gọi là không nên làm như vậy nữa, còn có muốn làm ăn nữa thì vào miền Nam mà làm, đừng làm miền Bắc, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Xuống gần 18 thôn Vườn Đầu á, mà không xuống Củ Chi chút, gần gần chút cũng được, sao ở đâu cũng được cả đó, là ok Vâng, thế nha đâu Trần. cháu cũng chia sẻ một vài lời với chú thế thôi. Cháu chào chú và chào tất cả mọi người.